Hiện nay thì tôi đang có mặt tại khu vực rừng thông Bản Áng, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Khu vực rừng thông thì rộng hơn 50 hectare và nơi đây có khí hậu trong lành, thời tiết mát mẻ. Hiện nay thì đang được huyện Mộc Châu đầu tư rất nhiều các hạng mục như hồ rừng thông và trồng rất nhiều những thảm hoa mang đặc trưng của khu vực miền núi phía Bắc. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng tham quan và khám phá cùng với tôi. Mộc Châu được thiên nhiên ưu đãi rất nhiều điều kiện khí hậu cũng như thời tiết thuận lợi để phát triển du lịch, nên có rất nhiều những địa điểm du lịch hấp dẫn, thu hút rất đông du khách. Và hiện nay thì tôi đang có mặt tại trang trại dâu tây Chimy để cùng tìm hiểu xem nơi đây có điều gì hấp dẫn mà thu hút được rất đông du khách đến tham quan và trải nghiệm đến như vậy. Các bạn có thể thấy là rất đông công nhân đang làm việc và xin chào anh ạ. Vâng. Anh có thể giới thiệu một chút về mình. Vâng. Tôi là Vũ Văn Lực, giám đốc công ty cổ phần Chimy Việt Nam. Anh có thể chia sẻ là ở trang trại của mình là rộng bao nhiêu hecta? Tổng diện tích của trang trại là 6 hecta. Có thể thấy là có nhà mình có cái khu trồng dâu thủy canh trong nhà kính, trồng dâu ngoài trời, vườn rau, vườn hoa. Vâng, và có thêm cả vườn sen đá để du khách tham quan nữa. Rừng thông Bản Áng, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La là một trong những điểm du lịch vẫn giữ được những vẻ đẹp tự nhiên và khung cảnh hoang sơ vốn có. Tôi tin rằng du khách khi đến đây một lần thì sẽ mong muốn trở lại lần thứ hai, bởi nơi đây không chỉ có vẻ đẹp tự nhiên, không khí trong lành mát mẻ mà còn mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.